Cao, cao. Nam là người cao nhất lớp tôi. Nam là người cao nhất lớp tôi. Hoa và Nga cao bằng nhau. Hoa và Nga cao bằng nhau. Thấp, thấp. Tôi không phải là người thấp nhất nhà. Tôi không phải là người thấp nhất nhà. Hà thấp hơn em gái cô ấy. Hà thấp hơn em gái cô ấy. Mập, mập. Cả hai chúng tôi đều mập. Cả hai chúng tôi đều mập. Tôi không thích đàn ông mập. Tôi không thích đàn ông mập. Gầy, gầy. Ốm, ốm. Vì Annie ăn ít nên cô ấy rất gầy. Vì Annie ăn ít nên cô ấy rất gầy. Bạn có muốn gầy hơn một chút không? Bạn có muốn gầy hơn một chút không? Đẹp, đẹp. Hôm nay trông bạn đẹp quá. Hôm nay trông bạn đẹp quá. Con gái Việt Nam rất đẹp. Con gái Việt Nam rất đẹp. Xấu, xấu. Không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Cô ấy luôn nghĩ là mình xấu. Cô ấy luôn nghĩ là mình xấu. Mary có hai người bạn Việt Nam là An và Trang. An cao và gầy hơn Trang nên trông cô ấy rất đẹp. Trang cao 1m50 nhưng nặng 55 kg nên trông cô ấy hơi thấp và mập một chút. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình xấu, nhưng thật ra cô ấy rất dễ thương. Mary có hai người bạn Việt Nam là An và Trang. An cao và gầy hơn Trang nên trông cô ấy rất đẹp. Trang cao 1m50 nhưng nặng 55 kg nên trông cô ấy hơi thấp và mập một chút. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình xấu, nhưng thật ra cô ấy rất dễ thương.